của chương trình rất mập, nhưng mà là mập bẩm sinh. Đó chính là Nguyễn Thắng. Thắng. Mình béo là do di truyền của bên nhà nội của mình. Khi mà mình sinh ra thì mình đã nặng 4,5kg rồi. Và mình hay thức khuya để chơi game và ăn đêm. Cái ngành mà mình theo học ấy là ngành quản lý khách sạn. Yêu cầu rất là tốt về ngoại hình. Mà ngoại hình của mình không được như ý. Trường mình có tổ chức một cái khóa thực tập tại một cái resort ở Huế. Mình xin làm doorbell, là một cái vị trí gần như là thấp nhất ở trong bộ phận lễ tân. Tuy nhiên mình cũng không được nhận. Lý do là ngoại hình mình không được chuẩn. Bố mẹ mình cũng đã đưa ra kế hoạch giảm cân, ví dụ như là cho mình ăn ít cơm, ít thịt, tăng nhiều rau, không cho mình ăn vặt, không cho ăn bim bim, không cho uống nước ngọt để cho mình giảm cân. Tuy nhiên là đôi lúc mà mình vẫn ăn ngoài, bố mẹ không biết. Tham gia chương trình này một phần là vì em, còn phần còn lớn còn lại là vì bố mẹ em. Em sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng bố mẹ. Nàng bảo rằng em thích, thích Louis Vuitton, thích Hermes, thích Chanel, thích Gucci. But I don't have money. Em quay đi trong một lời, thế là cái số tôi cạn rồi. Còn yêu kéo cũng thế thôi, đành nhiều lòng thì thôi. Và bây giờ là ý kiến của ba vị giám khảo, xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Với cái ngoại hình của em như vậy mà em di chuyển một cách rất nhẹ nhàng, với kích cỡ như vậy em vẫn làm cho nó rất mềm mại, không có một cái chỗ nào lỗi, không có. Gần như là em đã tập trung cho hết cho cái bài thi của mình, cộng với một cái người diễn chung duyên dáng và giỏi như vậy nữa thì tôi nghĩ không khó để cho em có điểm cao. Cảm ơn. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh rất rất thích cái bài này. Cái phần kết hợp với nhau, nó nhìn giống tụi em nhảy với nhau rất lâu. Cái phần tụi em nhìn nhau và diễn với nhau, anh cảm nhận Ngọc Anh là bạn gái của em luôn. Rất hay. Em vẫn nhẹ nhàng như không. Và một sự kết hợp rất là ăn ý. Em đã làm cho mọi người quên mất cái ngoại hình của mình. Anh có lời khen ngợi hai người. Và hy vọng là các em sẽ bước tiếp. Xin chúc mừng hai bạn. Và bây giờ là số điểm, xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Hãy cho anh cho điểm trước đi. Thực sự rất thích bài này. Anh chấm 7 điểm. 7 điểm. Và điểm anh cho em cũng là điểm 7. 2 điểm 7. Điểm đầu tiên, anh cho con số sẽ là như vậy. Riêng cộng thêm 1 điểm nữa là do sự hy sinh của Ngọc Anh. Quăng ném Ngọc Anh và chui qua những cái khó khăn như vậy đó. Trường và trầy xước da thế rất là đáng thương, tội nghiệp. Nên là 6 cộng với 1 là 7. Vâng. Vậy là điểm trung bình của Nguyễn Thắng 7 điểm. Xin chúc mừng. Vậy nhờ cô gái xinh đẹp này dìu bạn nhảy của mình đến chiếc cân kinh khủng đó đi. Cân nặng cũ của Nguyễn Thắng là 97,2kg. Và chúng ta hãy chờ xem cân nặng hiện tại là 93,4kg. Nghĩa là bạn đã giảm được 3,8kg, tương đương 4%. Và tổng số điểm sau bài nhảy vừa rồi 11 điểm, xin chúc mừng bạn.